Nếu bạn đang cần mua ác về DeFi, Liên Quân cũng như là mở hộp Quân Huy và Kim Cương cực VIP, siêu tiết kiệm đến ngay với shop arcng.com, nơi mua bán ác uy tín hàng đầu Việt Nam. Còn chờ gì nữa, truy cập ngay shop arcng.com nào anh em ơi. Đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả video anh em ơi. Hello, xin chào cả em đã quay trở lại với channel của mình. Thì lại là mình đây. Thì hôm nay thì em hãy để lại cái ID cũng như là cái tên nickname lại cho anh em. Đấy, thì mình cũng đã có để cái phần ID của mình ở cái mô tả. Đấy, anh em hãy vào. Và anh em lưu ý rằng cho mình, anh em hãy để lại cái ID cũng như tên anh em lại. Và mình sẽ gửi lời mời kết bạn cho anh em nha. Và anh em lưu ý là anh em hãy chấp nhận lời mời kết bạn cho anh em. Đấy, ở đây thì một bạn này thì mình sẽ gửi này. Đấy, ok bạn nhá. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ gửi vào cái hòm trang phục này. Rồi, đã gửi thành công. Thế nói chung thì anh em nào hiểu như hòm, những mà anh em nào mà nhanh nhất ấy hoặc như vậy thì mình nghĩ là chắc chắn đấy anh em nào cũng sẽ có thôi. Nói chung thì cũng tùy theo nữa, chắc chắn là hết hôm nay thôi, đương nhiên rồi. Thì ở đây thì sẽ có những cái hòm trang phục như là hòm skin súng nha đây. Rồi tiếp theo đến với cái sự kiện chính, đấy là ở cái sự kiện mới. Ở đây thì anh em sẽ đua cái điểm cái mức điểm ở cái chế độ chiếm cứ điểm anh em. Ở đây nếu mà anh em nói khan hết cả họng anh em ạ. Nếu mà anh em đùa top đấy, ở đây thì sẽ có top 1 đến top 10 thì sẽ anh em sẽ nhận được quà anh em, đến top 100 lạng cơ thì anh em sẽ nhận được quà. Thì phần quà là gì? Skin súng đấy, skin súng AK này, trang phục này, trang phục sói này 10% 25% này đấy, cực kỳ nhiều luôn. Còn nếu mà đây là những cái vật phẩm mà gọi là đấy, nếu mà anh em chiếm được cái điểm chiếm cứ điểm ấy, ở chế độ chiếm cứ điểm nhiều thì anh em sẽ nhận được những cái vật phẩm này. Đấy, những cái bộ đồ long, skin súng AK này rất là nhiều luôn. Cho nên thì nếu mà em bỏ qua em thấy là nó hơi lãng phí, hơi cấu. Rất là ngon luôn đấy. Nói chung thì cũng được. Rất là nhiều cái vé quay súng, vé quay kim cương, vé quay đá chế tác. Nhưng mà không có vé quay vàng đâu. Đấy, vé quay vàng thì kiểu như nó sẽ ít hơn. Đây, cái luật chơi này nó sẽ như thế nào? Cái luật chơi thì anh em cứ vào chơi cái chế độ chiếm cứ điểm. Anh em nào mà tích lũy được cái điểm cao nhất thì anh em sẽ nhận được quà thôi, đơn giản là như vậy. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho anh em ở một cái sự kiện hiện tại thì đang hot, cực kỳ hot luôn, ở cái chế độ ở cái sự kiện membership. Thì ở đây thì anh em hãy truy cập với từ khóa là VIP membership đấy này. Rồi, VIP membership vào Ghana Free Fire ngay ở cái hàng thứ hai. Ở cái này anh em nhấn vào cái game Free Fire cho mình. Rồi thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Và anh em lưu ý rằng cho mình này, nếu mà anh em nào chỉ cần bấm sai ở cái đường link và anh em đăng nhập tài khoản của anh em vào thì chắc chắn anh em sẽ bị mất nick. Cho nên anh em hãy cân nhắc nha, anh em hãy xem ở cái đường link nào chuẩn nhất, hãy làm như mình. Đấy, ở đây thì sẽ có cái lệnh thể lệ nha. Và lúc anh em nhấn vào ấy, nó sẽ không yêu cầu anh em sẽ đăng nhập gì cả đâu. Vì nếu mà anh em đã đăng nhập rồi thì nó sẽ không yêu cầu đăng nhập lại anh em. Đấy, đấy là cái điều mà anh em nên biết. Nếu mà anh em nào đã gọi là chưa đăng nhập ấy thì em sẽ đăng nhập bằng cái ứng dụng Facebook hoặc là ở trên web mà Google cũng được. Đấy, tùy theo cái trình duyệt em truy cập vào. Nếu mà em truy cập vào bằng cái ứng dụng Cốc thì em phải đăng nhập ở trình duyệt Cốc nha em. Rồi thì ở đây thì mình thấy là nó cũng được. Ở nghề sự kiện lần này thì em sẽ hoàn nhận lại, hoàn trả lại kim cương, nói chung là như vậy. Còn được cái quà sinh nhật thì em sẽ nhận riêng anh em. Đây, nếu mà em nạp tích lũy kiểu như 800 kim cương một thì sẽ đổi được một cái lệnh quay. Và ở cái lệnh quay này thì nó sẽ có gì ở cái phần thưởng đặc biệt là cái gì là kim cương. Rồi thì nói chung thì nếu mà em nạp càng nhiều thì cái số kim cương ở trong cái vòng quay này nó sẽ càng lớn. Ở đây thì nạp hơi ít, tầm khoảng 10.000 kim cương thôi, khá là béo đúng không? Nhưng mà một số đem đấy là một sao tài lớn đấy em ạ. Rồi ok, nói cho vui thôi. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục quay nha. Thế là cũng khá là ổn đấy, nếu mà anh em có thể tham gia ở cái sự kiện này. Thì anh em lưu ý nha, ở đây thì anh em không nạp kim cương thì anh em cũng có thể trải nghiệm ở cái sự kiện thứ hai. Ok, sự kiện thứ hai thì mình nghĩ chắc chắn thì ai cũng sẽ có anh em ạ. Bởi vì ở cái sự kiện này nó sẽ tặng cho những tất cả những người chơi game toàn server luôn. Ở cái sự kiện này thì nó cũng được, bởi vì kiểu như nó sẽ tặng kim cương cho em tầm khoảng 2 đến 400 kim cương. Đấy, cũng tùy theo người nữa, mình là như vậy.
Đây này, em thấy không? Ở đây thì mình đang quay ở cái sự kiện gọi là trao trả lại kim cương. Thấy em lòng đau như cắt, thắc mắc tầm đìa luôn. Nghĩ sao là không trúng cái gì? Đấy, trúng toàn ba cái đồ toàn lao với kim cương, 400 kim cương, 500 kim cương nó không trúng. Thế mới cay đâu ạ. Cho nên thì ở đây sẽ không có cái thủ thuật gì cả. Hầu như những cái vòng quay đã được sắp xếp sẵn rồi. Cho nên thì anh em chỉ việc vào quay thôi. Đấy, có những bạn kiểu nói quay một phát trúng kim cương luôn. Thấy là độ sẽ nó khá là hư cấu. Có lẽ là những người ấy kiểu như là nằm trong cái top 1 hên luôn đấy. Mình thấy là kiểu mình quay nó rất là khó trúng các bạn. Bởi vì mình quay cũng khá là nhiều lần, cũng như là nhiều ắc rồi. Đem theo, nãy giờ toàn trúng những cái mảnh nhân vật không à? Cái kiểu như nó đang lừa tình mình vậy. Cảm giác nó lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa luôn. Bây giờ không biết là nó lại tại sao nữa anh em ơi. Rồi con số gì đây, con số gì đây? À, úi giời ơi, đậu xanh vừa nãy thì mình cứ ngỡ là nó trúng kim cương của mẹ rồi. Đậu xanh nó chơi đều dậy thì ai chơi thì mình thấy là đậu xanh nó quay dừng ở ngay cái điểm kim cương luôn. Bây giờ hiện tại rất là bực. Và có lẽ là những cái vòng quay của chúng ta sắp dừng lại. Rồi khi bến xe còn lăn bến thì ở đây thì mình đã thấy là bến xe đã dừng lại ở cái móc vàng. Rồi ok bye bye luôn. Tại rất là thốn rồi đấy mà. Cực kỳ cay luôn. Mình thấy là lần đầu tiên mình quay những cái bến xe như thế này mà nó xui ở cái mức độ như thế này luôn đấy. Đậu xanh rất là cay, cực kỳ cay luôn các bạn. Đây thì cái sự kiện ở sinh nhật này em lưu ý là đem xuống dưới đại điền thông tin đầy đủ. Số điện thoại họ tên, ngày sinh, năm sinh, tháng sinh vào đây. Có ngày sinh này, có cái gì anh em cứ điền hết vào đây. Đấy, rồi chỉ cần nhấn xác nhận và nó cũng chẳng cần thiết cái địa điểm này đâu. Ở cái ngày sinh này nó cũng chẳng quan tâm, nó chỉ kiểu như là lấy cái thông tin thôi. Nếu mà không có thì nó cũng chấp nhận thôi em ạ. Bởi vì cái sự kiện này nó gửi vào trong game cơ mà, chứ nó có gửi đi đâu đâu. Rồi tiếp theo thì đẹp sẽ nói chung thì hết rồi, đến đây là hết rồi đấy ạ. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ tiếp tục vào game để mình sẽ xem liệu rằng những cái phần quà nó đã gửi vào trong game chưa nhân em. Rồi chúng ta đang vào và hiện tại thì đang rất là hồi hộp xem là liệu nó có gửi nhầm kim cương ấy không. Thì mình nghĩ ở cái cơ hội gửi nhầm kim cương thì nó sẽ gọi là chiếm cái cơ hội gọi là 1/1 triệu luôn em ạ, không thể nào mà gửi lộn được. Hiện tại mình đã bảo vào game rồi và mình thấy là ở trên cái hòm thư nó có một cái đốm đỏ. Rồi, có kim cương. Đây là cái sự kiện Free Fire Membership cho nên thì cái tên của hòm thư nó sẽ có sự kiện có cái tên là Free Fire Membership nha em. Không chạy đi đâu được. Chạy đi đâu cho được. Đấy thì mình thấy là đồ xe nó cũng khá là ngon cho nên thì anh em không tham gia thì mình thấy là nó khá là phí, cực kỳ phí luôn. Rồi, ok thì mình đã nhận này anh em ơi. Có cái gì đây, còn cái gì được không? Đậu xanh còn quên này, ui. Còn quên cái gì ở trên này này? À, vẫn nãy thì mình nhấn nhận một cái thôi. Đậu xanh. Một xíu nữa là gọi là hơi phí rồi. Bởi vì cái hòm thư này thì nó sẽ hết hạn rất là nhanh, tầm khoảng 30 ngày đấy em ạ. Và nếu mà 30 ngày ấy anh em không truy cập vào game thì anh em sẽ bị gọi là mất cái hòm thư và hầu như là những cái công sức của anh em sẽ bỏ xuống sông xuống biển. Nên thì em hay nhớ là truy cập vào game hàng ngày thường xuyên để gọi là cập nhật những cái sự kiện mới và nhìn qua ở hòm thư em. Ngỡ đầu sáng dậy em thức giấc thì kiểu như là sẽ Agana với Defy nó thương anh em, nó tặng em một cái khẩu Ska Titan cái này sao đấy. Nếu mà em không nhận thì nó rất là phí. Thế nên thì em hãy cứ vào và gọi là vào hàng ngày nhé em. Rồi thì ok, cảm ơn em rất là nhiều để xem cái video hôm nay của mình. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo nha anh em. Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ bên gia đình.